Vâng, xin chào tất cả các bạn. Xin giới thiệu các bạn, tôi Luân đến từ phòng khảo sát công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Giới thiệu các bạn nhé, đây là khu đất của nhà chị Quyên ở khu vực Văn Lâm Hưng Yên, thì chị sẽ xây một ngôi nhà phố để kinh doanh các bạn nhé. Thì 5x20 xây hết luôn, 2,5 tầng. Đấy. Thì đây là cái khu vực lưu không này các bạn này. Khu lưu không. Thổ đất nhà chị chỉ có 5x20 thôi nhá. Đấy. Thì tầm một cái thứ kinh doanh hết, hai mặt tiền để kinh doanh. Đấy, ví dụ như cái mặt này 20m thì chị cũng để làm kinh doanh nhá. Đấy, thì anh em lên cho chị cái phương án nhé. Đấy thì mọi người nhá, cho quý vị các bạn nhá. Đấy còn điện thì cấp thì đây, cấp trước nhà đây. Đấy, thứ hai là nước thì ở đây chưa có nước giếng khoan thôi. Và cái nữa là cái đấy, có thế thôi nhá các bạn nhá.